Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chỉ khi nào chúng ta giành được thế chủ động, phòng bệnh hơn chữa bệnh thì mới nắm được phần thắng. Trong đó, việc sử dụng Bluezone là một trong những giải pháp góp phần tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Nếu mỗi người dân đều cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, việc xác minh tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm dịch sẽ được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Là nhân viên giao hàng đã nhiều năm nay, kể từ khi có dịch COVID-19, công việc của anh Nguyễn Văn Phú trở nên bận rộn hơn nhiều. Do đặc thù công việc nên mỗi ngày anh phải tiếp xúc với nhiều người, ngay cả trong lúc toàn dân thực hiện giãn cách để tự bảo vệ mình. Đặc biệt là trong những ngày tháng dịch bệnh phức tạp nhất, anh Phú đã chủ động cài đặt ứng dụng Bluezone bởi anh ý thức được việc tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Theo mình thì cái ứng dụng của Bluezone thì là rất là tốt cho cái đặc thù công việc hay di chuyển và hay tiếp xúc với công việc của mình. Có thể quét trước khi mình gặp hay là sau khi mình gặp khách hàng thì có những cái thông báo để cho mình kịp thời phòng tránh về dịch bệnh. Việc khai thác tốt ứng dụng Bluezone sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Việc khoanh vùng dập dịch cũng từ đó được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trên thực tế, theo thống kê, số lượng người dân có cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh còn thấp. Trong thời gian vừa qua thì mặc dù là cái ứng dụng này nó có cái tính hiệu quả rất cao, nhưng mà cái tỷ lệ cài đặt trên địa bàn tỉnh đạt thấp so với cả cái chỉ đạo của chính phủ, chỉ đạo của ủy ban tỉnh. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh trong cái việc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng Bluezone cho người dân, cho tổ chức, cho doanh nghiệp và cho đặc biệt là cán bộ công nhân ở trong các khu công nghiệp. Việc cài đặt và sử dụng Bluezone chưa thực sự được chú trọng ở một bộ phận người dân khi họ chưa có nhận thức về hiệu quả mà Bluezone đem lại trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc cài đặt Bluezone vẫn còn trên hình thức. Khi một bộ phận có cài đặt nhưng không sử dụng hoặc hưởng ứng nhưng không sử dụng điện thoại thông minh nên không thể cài đặt được. Tôi có sử dụng điện thoại thông minh, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu rõ về... Tôi có cài đặt nhưng mà tôi chưa hiểu rõ về cái vấn đề sử dụng của nó như thế nào. Tôi thì cũng nghe nói trên báo đài, tivi, tất cả là đều nói thế, nhưng mà tôi thì vẫn chưa có điều kiện để sử dụng điện thoại thông minh, nên là tôi cũng chưa biết sử dụng và cũng chưa nắm vững được. Càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả kiểm soát dịch bệnh càng cao. Mỗi người dân cần tự giác cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời hướng dẫn người tiếp xúc với mình cùng cài đặt Bluezone để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời tiếp tục duy trì các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng. Các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng xã Đạo Trù hàng ngày vẫn kiểm soát từng đối tượng đi đến và đang lưu trú tại địa phương. Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đạo Trù còn chỉ đạo 13 tổ COVID-19 cộng đồng của xã hoàn thành việc ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch đến hơn 4.000 hộ dân sinh sống trên địa bàn. Nói về công cuộc phòng chống dịch từ trước giờ chưa bao giờ nghĩ nó là chuyện lơ là và rất là chú trọng đến cái việc này và quan tâm và tuyên truyền bà con, và trong đó là bà con nhân dân thôn tôi là cũng rất là chấp hành. Hàng ngày, các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng vẫn liên tục thực hiện việc khai báo y tế, tuyên truyền, vận động và nhắc nhở người dân thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, tuần tra kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, từ đó giúp người dân nâng cao được ý thức trong phòng chống dịch bệnh. Các gia đình chúng tôi đi ra khỏi nhà là phải đeo khẩu trang. Cũng tất cả gia đình cũng bảo là các con, các cháu trong gia đình nhà tôi thì cùng nhau chống dịch cả. Mặc dù Vĩnh Phúc đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nguy cơ lây lan từ các địa phương lân cận vẫn luôn tiềm ẩn. Do vậy, xã Đạo Trù luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục chỉ đạo các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng, các thôn, tích cực làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, xác định nhanh nhất các trường hợp trở về từ vùng dịch, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện giám sát cách ly tại nhà. Đến nay thì cái công tác phòng chống dịch là địa phương là giữ được cái ổn định, ủy ban dân là đã chỉ đạo các cái tổ COVID cộng đồng là cho các cái hộ gia đình
cho ký cam kết đến tại hộ gia đình, 100% hộ ký cam kết. Và các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở kinh doanh đều phải ký cam kết thực hiện cái công tác chống dịch trên địa bàn xã. Với mục tiêu đảm bảo an toàn ngay từ thôn dân cư, các tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng đã và đang hoạt động tích cực, tạo thành những lá chắn giúp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Để chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng mùa khô hanh, đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp quan trọng nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng. Ông Tô Văn Tân, thôn Đồng Giãng, được xã Ngọc Thanh giao khoán 10 ha đất lâm nghiệp. Bắt đầu gia đình ông trồng chủ yếu là cây bạch đàn. Sau đó, qua học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình phát triển kinh tế đồi rừng trong và ngoài tỉnh, gia đình ông đã đầu tư trồng thêm một số cây ăn quả như bưởi, mít, nhãn và chăn nuôi lợn rừng, gà lai chọi với doanh thu mỗi năm đạt từ 500 đến 600 triệu đồng. Từ những hiệu quả kinh tế mà rừng mang lại, những người dân như ông Tân lại càng có ý thức bảo vệ rừng hơn nữa, không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Tận dụng cái lợi thế của cái vị trí đất rừng của gia đình thì chúng tôi cũng phát triển làm kinh tế trang trại, thì có chăn nuôi gà, lợn, trồng cây ăn quả, cây bưởi, cây mít, cây nhãn. Thế bên cạnh đó thì cũng phát triển thêm cả diện tích trồng rừng. Thế thì hàng năm thì cũng giải quyết được cái số lao động của gia đình. Toàn tỉnh hiện nay có trên 33.000 ha rừng, trong đó rừng đặc dụng là hơn 15.000 ha, rừng phòng hộ là 4.000 ha, rừng sản xuất là 13.000 ha. Để đảm bảo an toàn cho diện tích rừng được quản lý, lực lượng kiểm lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho mỗi người dân, đặc biệt là các chủ rừng. Là chúng tôi thực hiện tốt cái quy chế phối hợp giữa các cái đơn vị quân đội, công an đi kiểm tra các cái chủ rừng mà đã có cái phương án phòng cháy cháy rừng người ta viết hàng năm để xem là người ta thực hiện đến đâu. Song song với đó, hạt kiểm lâm các đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc triển khai phương án phòng chống cháy rừng tại các xã vùng cao có nhiều diện tích trồng rừng, đặc biệt là các trọng điểm có thể xảy ra cháy rừng. Đồng thời, các chủ rừng cũng đã xây dựng đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, triển khai nhanh các phương án chống cháy rừng khi có sự cố xảy ra để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Trong công tác thường trực chữa cháy rừng thì chúng tôi duy trì cái lực lượng thường trực ngày đêm, đặc biệt đối với những ngày có cao điểm cháy rừng, có cảnh báo từ cấp 3 trở lên. Đấy, thì đối với các tổ chức hộ gia đình cũng thường xuyên đi tuần tra, kiểm tra và với phương châm phòng là chính, và khi có các cái điểm mà phát lửa hoặc là có hiện tượng mà có nguy cơ đến cháy rừng thì cũng đã kịp thời xử lý. Thế thì từ đầu năm nay có xảy ra 6 điểm phát lửa nhưng mà đều được phát hiện và xử lý kịp thời, cho nên là không có thiệt hại về rừng. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, ngành kiểm lâm sẽ phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng đầy đủ, kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, xã và chủ rừng, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng để răn đe và giáo dục phòng ngừa. Công an tỉnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lạng Sơn, cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh Lạng Sơn tiến hành trục xuất 66 người Trung Quốc về nước. Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, các phòng chức năng của Công an tỉnh, Công an thành phố Vĩnh Yên, Công an thành phố Phúc Yên và Công an huyện Lập Thạch đã phát hiện bắt giữ 66 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 vụ án với 5 bị can về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, các ngành chức năng thực hiện cách ly y tế bắt buộc đối với số người Trung Quốc tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, ra quyết định xử phạt trục xuất đối với 66 người Trung Quốc trên về nước. Huyện Lập Thạch tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Tham dự hội thi có 60 thí sinh là chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự xã thị trấn trên địa bàn huyện.
các thí sinh trải qua hai phần thi. Phần thứ nhất là nhận thức pháp luật dân quân tự vệ theo hình thức trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi, thời gian làm bài 30 phút, tìm hiểu về luật dân quân tự vệ năm 2019, các văn bản thi hành luật và một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thi xây dựng báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trả lời vấn đáp pháp luật về dân quân tự vệ. Lên lớp giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật của chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn cho dân quân và trả lời câu hỏi phụ do Ban giám khảo nêu, thực hiện trong quá trình tổ chức hội thi. Xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân xã của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn. Phần thi thứ hai là thực hành bắn súng ngắn K-54 bài 1C. Đây là những nội dung thiết thực gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng quân sự địa phương. Qua hội thi nhằm kiểm tra đánh giá thực chất, kết quả về nhận thức và trách nhiệm trong việc quán triệt và chấp hành nghiên cứu, nắm luật dân quân tự vệ, các văn bản hướng dẫn dưới luật, thực hiện công tác dân quân tự vệ của đội ngũ cán bộ chỉ huy quân sự cơ sở.